trúng 1 triệu đô nhờ chỉ mua một con số. Khí metan gây siêu bão. Khai quật thấy mộ ma ca rồng. Gửi tiết kiệm nhưng rút chỉ còn 0 đồng. Thanh niên chế tạo đĩa bay giống như UFO. Ông Ensco ở bang Massachusetts, Mỹ đã trúng giải thưởng Mega Million trị giá 1 triệu đô la khi sử dụng cùng một bộ số mà ông đã chơi trong suốt 20 năm, và vợ ông trước đó cũng đã trúng giải độc đắc 1 triệu đô la. Con số mà ông Ensco chọn cho tấm vé số Mega Millions của mình rất quen thuộc với ông trong suốt 20 năm qua vì con số liên quan đến ngày sinh của ông. Ensco được vợ đi cùng đến trụ sở sổ số. Bà cũng từng trúng giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ từ một tấm vé cào cách đây hơn 20 năm. Ông Ensco cho biết sẽ dùng tiền thưởng để giúp đỡ con cháu. Các nhà khoa học vừa phát hiện nguyên nhân gây ra những cơn bão siêu mạnh trên sao Thiên Dương và sao Hải Dương là do khí metan. Sao Thiên Dương và sao Hải Dương là hai hành tinh nằm ngoài cùng trong hệ mặt trời và được gọi là hành tinh băng khổng lồ vì chúng vào nước. Các nhà khoa học nhận ra hai hành tinh này đôi khi xuất hiện những cơn bão lớn tồn tại trong thời gian ngắn. Những cơn bão dữ dội nhưng thoáng qua này xuất hiện vài năm một lần và lớn đến mức có thể nhìn thấy chúng bằng kính viễn vọng từ trái đất. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã tự hỏi tại sao những cơn bão trên các hành tinh này lại khó đoán như vậy. Một nhóm nhà thiên văn học phát hiện metan có thể là chìa khóa kiểm soát những cơn bão này. Nhóm tác giả đề xuất cần phải nghiên cứu thêm để hiểu các yếu tố trong bầu khí quyển khổng lồ băng giá này tương tác với nhau. Trong khi chăm sóc khu giường ở tổ hợp nhà thờ tại Ba Lan, các thợ làm giường phát hiện bộ xương của một đứa trẻ ốm yếu liên quan tới truyền thuyết về ma cà rồng. Nằm ở quanh hàng rào khu giường, hài cốt trẻ nhỏ không còn phần đầu bị chặn bởi những tảng đá lớn. Tiến sĩ Stanislaw Golub, nhà khảo cổ ở cơ quan bảo tồn của Lublin, bắt đầu khai quật và xác nhận việc xử lý cẩn trọng một trong hai thi thể có niên đại từ thế kỷ 13 nhằm loại trừ khả năng người chết đội mồ sống dậy. Phát hiện mới hé lộ một tập tục ở Ba Lan thời Trung Cổ cũng như là nguồn gốc của truyền thuyết ma cà rồng. Theo tiến sĩ Stanislaw Golub, nhà khảo cổ phụ trách khai quật, ngôi mộ rõ ràng có những dấu hiệu của tập tục ngăn chặn ma cà rồng. Trong nghi thức mai táng, hộp sọ của đứa trẻ được đặt ở tư thế úp sấp mặt để đảm bảo người chết không sống lại. Sau đó, những người chôn cất đè đá nặng lên thân cậu bé nhằm ngăn quỷ dữ xâm chiếm. Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể tìm hiểu sâu hơn về đời sống và tập tục ở thời đó với hài cốt mới phát hiện. Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy nỗi sợ hãi ma cà rồng không có thật đã lan rộng khắp mọi nơi. Một ngày đầu tháng 9 năm 2019, một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cụ ông họ Trương 70 tuổi và con trai của mình vô cùng bức xúc tranh cãi với nhân viên ngân hàng. Ông Trương đòi ngân hàng này trả lại số tiền 100.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 350 triệu đồng mà ông đã gửi một năm trước. Tuy nhiên, nhân viên khăng khăng nói rằng số dư tài khoản của ông hiển thị là 0 đồng. Khi sự việc ngày càng căng thẳng hơn, giám đốc chi nhánh ra mặt để xoa dịu ông Trương và nói với ông rằng số tiền 100.000 nhân dân tệ của ông vẫn còn nguyên trong tài khoản, chỉ là hệ thống đang được bảo trì nên chưa rút được. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trương đến đây yêu cầu rút tiền tiết kiệm. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, không biết bao lần ông Trương đến ngân hàng rồi lại về tay trắng. Lần nào các nhân viên và quản lý cấp cao đều dùng hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn và cuối cùng tuyên bố thẳng thừng trong tài khoản của ông không có tiền.
Trần Long Hồ, chàng thanh niên người Kiên Giang đã tự sáng chế ra chiếc đĩa bay chạy được trên mặt nước như phim khoa học diễn tưởng với kinh phí 60 triệu đồng. Mới đây, một video chạy thử nghiệm chiếc đĩa bay tự chế trên sông tại Kiên Giang đã thu hút hơn 8,6 triệu lượt xem. Chiếc đĩa bay này được tạo hình và trang trí bắt mắt, có khả năng đóng mở tự động. Mô hình này cũng được trang bị động cơ, có thể chở được tối đa 2 người và di chuyển linh hoạt trên mặt nước. Mặc dù không phải chuyên gia, nhưng nhờ sự đam mê sáng tạo, anh Hồ đã chế thành công một chiếc đĩa bay gắn động cơ mô tô nước có thể đạt tốc độ khoảng 50 km/h. Chia sẻ về quá trình thực hiện chế tạo ra sản phẩm, chủ nhân chiếc đĩa bay cho biết phần đĩa bay này được làm toàn bộ bằng chất liệu từ nhựa composite, phần dưới được lắp động cơ như một chiếc thuyền chạy trên nước thông thường. Tổng trọng lượng của chiếc đĩa bay này nặng gần 300 kg. Tuy nặng nhưng do được thiết kế theo dạng hình đĩa nên rất khó bị lật hoặc là bị chìm. Để mô hình sống động, bắt mắt, anh tạo hình nhiều cửa sổ bằng những họa tiết và thiết kế hệ thống đèn điện nhiều màu bằng công tác nhiều nút bấm đẹp mắt giống như trong các bộ phim khoa học diễn tưởng.